Là mình nghe mọi người nói là tháng giêng là tháng ăn chơi, có một trò chơi mang tên là né phi tiêu được đó mọi người. Rồi gần nhà mình thì có một khu gọi tên là tuần lễ ẩm thực ở ở trung tâm văn hóa quận 5. Là nhiều món ăn ngon, chẳng hạn như là pizza, chẳng hạn như là gà rán, chẳng hạn như là trà sữa, còn cái cây xúc xích nữa nè. Ở đó thì có mấy con lân, có mấy bạn trẻ nè, con người lớn cho tiền mấy con lân. Thì ra mình chạy tới, thì mình thấy là biểu diễn ảo thuật. Rồi vậy thì giờ mình phải đi về nha. Cũng cũng nó 9 giờ tối rồi nên giờ phải về nha.